nhà mình nhớ lại thì mình còn có được cái sự hệ thống để mình dễ mình biết. Thì trước tiên á là sẽ có là dòng sản phẩm dành riêng cho một cái nổi, dành riêng cho cái bản khắc nổi. Bản khắc nổi thì thực ra là Spitball nói thêm một xíu về Spitball là một cái hãng rất là lâu đời ở Mỹ và họ phát triển chuyên về các cái dòng sản phẩm dành cho pin đồ họa. Họ có ba dòng cơ bản là dòng này là dòng mực in không nước và rửa được cái nước. Dòng thứ hai là dòng in gốc dầu rửa được cái nước. Và dòng thứ ba là dòng mực in gốc dầu chỉ rửa được cái dầu thôi chứ không rửa được cái nước. Đó thì tùy theo các cái bản in của mình mà các cô chú các anh chị mình chọn cái chất liệu cho nó phù hợp. Thì nội dung này được ngày hôm qua các cô chú các anh chị được trải nghiệm rồi. Thì ngày hôm qua mọi người được sử dụng chính xác cái mực này. Mực này thì mình rất là dễ dùng. Sợ không xuống hết. Không, cái này nếu mà được mình thực hiện chứ mình không có chính trọng lắm hả? Mình không có có mình nhìn thì mình thấy nó sẽ khó. Các cái chiều về rồi đi thử đi. Không phải cái này xé nó đẹp hơn. Thì nếu mà gì thì bên này có thêm một viên mực đang ít thế này. Hả? Có thêm một quả nhưng mà khi như này kia. Đẹp. Ít đấy. Còn máy cái này hả? Quân. Cái giấy này mình xài á là giấy này là giấy chuyên dụng cho in, mình xài mình cứ này xài mình cứ gấp lại mình xé nó như này. Trên cái mét là nó đẹp hơn. Không giá có đầy đủ cho bạn giá dân em lo bằng giá cho mình. Hôm nay có khác cho mọi người chưa ta? Rồi khác cho mọi người. Qua anh em ok ở đây xem một cuộc cái này đây cái này được á có nước nhiều là giấy này cái máy in không có cái này không cái này nó đừng có căng trên cái này căng trên cái này cái này là à nó mỏng nhỏ hả cái này mỏng đừng có căng trên cái đó căng cái này không để cho nó tờ giấy giống cái kia mà nó giấy tờ giấy đó cái tờ nhưng mà nó phí cái này không thôi kệ nó không đẹp chạy mà đấy nhà này qua đây 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 quan trọng nhất là cái mực mực thì nó nhiều màu anh Quang nhiều màu mà. Nó bán nhiều màu phải không anh bán nhiều màu nhà tất cả các vị coi như là quá đáng lắm nha đưa hồ chủ tịch xuống mẹ đó ép ngài vậy yêu phụ ra hết cũng đỡ chứ mà trong cái trong cái tài liệu của em á cái này cũng hơn đó thế có ai mang được không nó có mang được không không chỗ không mang để trong giày như này nó đè xuống rồi nó trồng trồng nhất là phải thế này.
Đấy, đen như này cơ mà. Lớn nhẹ quá. Đây này cái đứa mà không phải ra đây đây cho tôi lăn nhiều một phát. Nó cũng mang lại cho mình cái sự khác nhau. Ví dụ như cao su cứng này là mình xài những cái bản cắt nổi rất phù hợp. Nhưng mà đối với cắt lõm là mình phải xài cái cao su mềm. Tại vì cái độ mềm của cao su nó sẽ ăn cái lớp cắt lõm bên dưới. Nên thành thử ra là mình phải được. Ôi anh ơi, cái này nó nhặt quá không biết được thôi. Biết thử mà. Còn đây là cái miếng mà mình dùng để pha mực hoặc là mình dùng để cái bản khắc mình vào trong này. Ví dụ như khi mình khắc á, là mình để vào đây là thì cái mình trượt nó không bị trượt. Với cái thứ hai là sau khi ấy xong là mình dùng cái này mình lăn đến cho trường hợp mà mình không có bàn phím sẵn. Mình nhà mình đang có một cái bàn gỗ bình thường mình dùng cái này mình lăn trực tiếp lên trên này. Sau đó mình rửa sạch như bình thường. Cái này nó sẽ bám vào cái thành bàn làm việc của mình. Rõ là mình cái này là được rồi. Nhưng mà ăn thuộc cái màu của nó anh ạ. Nếu mà mình cái màu kia lấy ăn cũng bị lớn luôn. Mình màu ăn thua là màu nữa. Thế nào nữa? 297 này là cho cái. Bao nhiêu? 97. Nó cũng cùng loại đó con. Cái này ông dầu này nó nước. Nhưng mà tôi thấy là mình ra cái mềm này. Nước mà nước. Tức là từ từ mình xoa thì nữa mình xoa ra. Cái này cũng loại mà cái này tức là cái này là gốc nước phải. Trần nước pha thôi, cứ quay đây là cái tư thì ấy nốt con cá đấy. Thì đúng nhưng mà sao nốt con cá? Đúng rồi. Nó được nhiều á. Thì đúng cái kia ấy nốt con cá. Cái này là dùng cho in nổi. Cái này mới cái này của một mình không phải bỏ in nổi. Anh Quân, đi thử đi, đi thử cái màu nâu. Cái này màu nè. Tại vì nó từ nãy giờ toàn màu đen không thì thử là khác mình chưa. Đưa đây chọn giữa màu đen nó bao đúng là bao. Còn không nước đấy chọn đâu mà. Được. Tại vì hồi nãy em hỏi nó bảo là có miếng màu mà. Vẫn không. Được chưa? Nó chưa lên chưa? Không thủ mực. Cho ít mực. Không. Lấy đi. Anh cho nó tập xuống, nó tiếp xúc hết toàn bộ cái thằng trò em bàn xoay. Đây cho một chậu nha, cho một chậu. Được. Bình tĩnh. Cái này đến 11 giờ mới xong mà. Mình kéo. Anh quên những thử ở xung ngoài, xung quanh màu đen hoặc ở trong là màu khác đi xem. Thôi, mực nó có bao nhiêu à? Đó, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp lắm anh ơi. Đẹp. Đây, cái này là cái màu đen mà anh quên nói là 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 màu đen và cái chỗ này xúc và chặt ra nó còn phải làm cái này bây giờ em đi hàng nữa hàng cho tờ giấy bỏng đây ép bàn pha đấy nha bỏng qua cái này in máy là đẹp lắm nhưng mà do là cái máy này căn không đều khó căn nhưng mà cái này chắc là chú Quân phải hỗ trợ cháu để canh cái máy hoặc là ai canh cái máy để chiều nay mình đi cái bàn kia nó đẹp hơn.